Tử vi tuổi Ất Mão 975, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những mệnh chủ tuổi Ất Mão thường có tính tình thật thà, ngay thẳng, hiền lành, nhưng lại không có mục tiêu phấn đấu, ý chí quyết tâm. Bởi vậy mà tuổi Ất Mão thường có xu hướng sống an phận, nhàn nhã, không ham giàu sang, vinh hoa phú quý. Dù vẻ bề ngoài vô tư, lạc quan, nhưng đôi lúc họ cũng có những tâm tư thầm kín, không muốn chia sẻ cho người khác. Họ sợ cảm giác bị bạn bè, người thân xung quanh phản bội. Vì thế tuổi Ất Mão thường khép kín bản thân mình, hạn chế thổ lộ những bí mật của mình cho người khác. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, vùng cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Ất Mão sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Gia chủ tuổi Ất Mão 975, mệnh đại khế thủy, tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của gia chủ là thiếu nguyên tắc, sẽ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Gia chủ tâm niệm, mọi chuyện tùy duyên. Cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định an nhàn, theo đuổi sự sung sướng, hạnh phúc. Gia chủ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Tính cách có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của gia chủ tuổi Ất Mão. Khi tinh thần sa sút, gia chủ khó tập trung vào công việc, đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chính xác, thì càng có khả năng mắc sai lầm. Nên điều chỉnh cảm xúc của bản thân, không chế mình, không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc quá nhiều. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tháng này không thuận lợi với gia chủ trên con đường công danh, sự nghiệp. Công việc có thể sẽ gặp phải những sai lầm do chủ quan, đó cũng chính là yếu tố đưa đẩy doanh nghiệp của gia chủ đến các vụ kiện tụng không đáng có. Công việc không tốt, theo đó là tài lộc giảm sút, chi nhiều hơn thu, lúc này bản mệnh cần đến những khoản dự trữ và có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Sông có khúc, người có lúc, nên bản mệnh cũng không cần quá muộn phiền, lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe vốn đã không được tốt. Thời điểm này đang giao mùa nên cần chú ý hơn đến sức khỏe, nắng nóng nhiều sẽ tái phát bệnh cũ. Gia đình gia chủ cũng sẽ có những xích mích, xung đột trong tháng này. Là người cha, người mẹ, gia chủ nên dung hòa ý kiến của con cái thay vì cố chấp cho rằng mình luôn đúng. Ất âm mộc, gặp Ất âm mộc nên được gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, gia chủ tuổi Ất Mão cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng, có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, gia chủ cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch, qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận.
đối với hầu hết gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975, may mắn cho sự nghiệp có thể lững lờ đi ngang. Nếu gia chủ là một Ất Mão tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp có thể còn tồi tệ hơn. Tháng này, môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty của gia chủ có thể có một loạt vấn đề cần giải quyết kịp thời. Nếu gia chủ đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, gia chủ nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn, tự mình kiểm tra các tài khoản. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hành thông thuận lợi, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Pháp khí sẽ chiếu cát lành, may mắn và tài lộc cho sự nghiệp của gia chủ tuổi Ất Mão. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân giúp đỡ che chở công việc của gia chủ được hành thông, thuận lợi và phát triển hơn nữa. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Gia chủ nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách, không đầu tư tất cả tiền của vào một dự án duy nhất mà phân tách để giảm thiểu rủi ro. Khi gia chủ đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình hoặc có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. Gia chủ sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Gia chủ nên thư giãn và để bọn trẻ ở đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Gia chủ đã sống quá nhiều cuộc đời, biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với gia chủ, nhưng tất cả đều không thành, do tính cách không hòa hợp được với đối phương. Gia chủ cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát về gia chủ tuổi Ất Mão, hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, gia chủ tuổi Ất Mão còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng này, tình hình sức khỏe của gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 có thể hơi xấu. Một khi gia chủ bất cẩn, gia chủ có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe, mọi người nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu mọi người đang đi nước ngoài, nên hoãn lại. Nếu mắc một căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định, không ăn ngẫu nhiên, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Gia chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Đặc biệt thời gian này, gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ
trong tháng 6 âm lịch của gia chủ tuổi Ân Mão để có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ân Mùi nạp âm sa trung kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Ân Mão trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 6, tức ngày 12 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, tân dậu. Thứ hai, ngày âm lịch 15 tháng 6, tức ngày 24 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, quý dậu. Thứ ba, ngày âm lịch 27 tháng 6, tức ngày mùng 5 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, ất dậu. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Ất Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để gia chủ tuổi Ân Mão tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 4 tháng 6, tức ngày 13 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Nhâm Tuất, nạp âm Đại Thái Thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 6, tức ngày 25 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Giáp Tuất, nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba, ngày âm lịch 28 tháng 6, tức ngày 6 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Bình Tuất, nạp âm Ốc Thượng Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, mọi người hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.